Kính thưa quý vị, chiếc máy tính cổ nhất thế giới có thể dự đoán tương lai, tin từ Piraeus, Hy Lạp. Một chiếc máy tính 2.000 năm tuổi, dùng bởi người Hy Lạp cổ xưa như một vật dụng thiên văn, nhưng có thể có những mục đích khác như dự đoán tương lai, theo lời các nhà nghiên cứu công bố tại Athens trong tuần qua. Thiết bị này đã được phát hiện năm 1901 tại một địa điểm khảo cổ trên đảo Hy Lạp. Nó được đặt tên là cổ máy Antikythera, theo tên hòn đảo Antikythera, nơi phát hiện ra. Hơn 100 năm qua, thiết bị này vẫn là câu hỏi bí ẩn với các nhà khoa học. Ban đầu, các nhà khoa học nghĩ rằng đó là dụng cụ thiên văn. Nhưng sau khi dùng công nghệ hiện đại phân tích, họ đã giải mã được hàng ngàn ký tự khắc trên thiết bị bí ẩn và đi đến kết luận đó không đơn thuần là dụng cụ thiên văn, mà giống như cẩm nang của nhà triết học để tìm hiểu thiên hà và có thể là chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới. Kết luận này được đưa ra sau 10 năm nghiên cứu bằng cách công nghệ hiện đại. Tuy nó là một dụng cụ thiên văn, nhưng lại được người Hy Lạp cổ xưa dùng để dự đoán tương lai. Chiếc máy tính cổ này có thể được làm tại Hy Lạp trong khoảng thời gian từ năm 200 đến năm 70 trước công nguyên.